Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học lập trình PLC lợi ích miễn phí. Thì trong cái video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách ta sử dụng cái thời gian thực ở trong cái PLC lợi ích hay là trong cái phần mềm mà XG5000 này. Thì cái thời gian thực ở trong cái PLC lợi ích thì nó chứa ở trong các cái vùng nhớ, đặc biệt là cái vùng nhớ F của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái variable comment này để chúng ta xem. Thì chúng ta sẽ vào cái view flat này và chọn ở đây là flat type là system. Ta sẽ chuyển đến cái chỗ cái biến để chứa các cái thời gian thực của chúng ta. Thì ở đây thì bắt đầu từ cái F53 là cái chứa là năm và tháng, F54 thì chứa là ngày và giờ, F55 chứa là phút và giây, và cái F56 này thì nó chứa là 100 năm và các cái ngày, các cái thứ ở trong tuần của chúng ta đó, là thứ hai đến chủ nhật của chúng ta đó. Thì ở đây để sử dụng cái thời gian thực này thì chúng ta sẽ phải lấy các cái dữ liệu của trong các cái vùng nhớ từ F53 đến cái F56 này. Thì bây giờ để lấy được các cái thời gian thực này thì ta sẽ thực hiện như sau. Ở đây ta sẽ sử dụng cái lệnh tiếp điểm F99 của chúng ta để chúng ta rẽ nhánh. Thì ở đây ta ghi là F99, thì cái tiếp điểm này nó luôn luôn on khi cái PLC của chúng ta run. Thì bây giờ để di chuyển được cái số dữ liệu từ các cái ô nhớ F53 đến F56 của chúng ta thì chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh gmove của chúng ta. Ở đây ta vào cái F10 và ta bấm là cái lệnh là gmov. Thì ta di chuyển bắt đầu từ F53 và ta di chuyển vào D0 và ta sẽ di chuyển là 4 cái ô nhớ. Thì ở đây cái F53 của chúng ta sẽ di chuyển vào D0 và F54 của chúng ta thì nó sẽ di chuyển vào D1, F55 di chuyển vào D2 và F56 di chuyển vào D3. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ chạy cái đoạn code này lên để các bạn quan sát là cái con số của chúng ta nó hiển thị như thế nào. Đây chúng ta gồm có 4 cái ô nhớ, thì ở đây nó chỉ hiện cái ô nhớ đầu tiên là cái ô nhớ D0 của chúng ta. Thì ở đây các bạn thấy là con số là 4386. Thì ở đây tôi sẽ giải thích vì sao nó có cái con số này. Thì ở đây các bạn sẽ bật cái máy tính lên. Thì cái số mà hiển thị ở trong cái D0 này thì nó là hiển thị ở dạng là decimal. Thì ở đây ta sẽ nhập con số là 4386. Thì để muốn xem được cái năm và cái tháng ở trong cái hiển thị năm tháng thì chúng ta sẽ đổi cái decimal này sang cái dạng hexa của chúng ta. Thì ở đây các bạn thấy, đây cái trong cái máy tính của chúng ta đây là hiện tại là ngày 10 tháng 11 năm 2022. Thì ở đây thì hai con số đầu này là nó chứa ở 8 cái bit thấp của chúng ta, thì đây là cái năm của chúng ta là năm 2022 đây. Và hai con số tiếp theo này là nó chứa ở 8 cái bit cao, là từ cái bit số 8 đến bit số 15 của chúng ta đấy. Thì ở đây là số 11, tức là tháng 11 của chúng ta. Thì như vậy các bạn đã hiểu là chúng ta đã có cái được cái con số của nó lưu cái giá trị ở trong các cái ô nhớ này nó như thế nào. Thì bây giờ một cái bước nữa là chúng ta sẽ làm như thế nào để chúng ta lấy được các cái năm tháng ngày giờ này ra. Thì chúng ta chuyển đổi từ cái decimal này sang cái hexa. Thì ở trong cái để chuyển đổi từ cái decimal sang cái hexa thì ở trong cái PLC lợi của chúng ta nó có cái hòm là ở đây tôi để thoát cái bây giờ là để chuyển đổi từ cái decimal thành hexa thì chúng ta sẽ có cái hòm là ở đây các bạn cũng vào cái F10 này, cái đây các bạn sẽ vào F10 và các bạn bấm, các bạn nhập vào là chữ bin BIN. Và ở đây chúng ta sẽ chuyển 8 bit thì ta sử dụng là bin 8. Và ta chuyển như thế nào thì ta chuyển từ cái D0 này, cái D0.0, tức là ta chuyển 8 bit thấp đó, từ D0.0 đến D0.7 đó. Ta sẽ chuyển đổi cái dạng 8 bit của cái D0 này từ cái số decimal sang cái số hexa của chúng ta, là ta chuyển qua cái D10.0.
để chúng ta quan sát á. Thì tương tự người ta sẽ copy ra tóm cái để chúng ta ta hiển thị là năm tháng ngày giờ và phút và giây đó, và các thứ trong tuần thì ta sẽ có 8 cái dữ liệu. Đây, ta sẽ xóa cái này đi. À, bây giờ là cái D0 này là nó chứa là nam, thì cái D0.0 đến D0.7 là nó chứa là nam của chúng ta. Thì tiếp theo là cái D0.8 này là nó chứa là cái tháng của chúng ta. Thì ta sẽ di chuyển vào cái ta chuyển đổi sang cái hexa và ta lưu vào cái D10.0 của chúng ta. Tương tự thì cái ở đây là cái D1.0 thì ta sẽ lưu vào cái D11.0. Thì đây là nó chứa là cái ngày của chúng ta. Và đây ta có là cái D1.8. Thì ta sẽ đổi sang cái dạng hexa và ta lưu vào cái là D11.8. Tương tự. Ở đây ta có là D2.0 là phút. Ta sẽ lưu vào D12.0. Chuyển đổi sang và ta lưu vào 12.0. Cũng tương tự ở đây là D2.8. Ta sẽ lưu vào là D12.8. Đây là giây. Tiếp theo là cái số là cái D3 của chúng ta. D3.0. Ta sẽ lưu vào D13.0. Đây là cái thứ ở trong cái tuần của chúng ta. Thì cái 100 năm này ta có thể bỏ đi. Cái này ta ít sử dụng, cái này ta không cần. Ở đây mà nếu như nó hiển thị thì nó sẽ hiển thị ra con số 20 của chúng ta đó. Thì bây giờ tôi sẽ ghi chú để chúng ta dễ quan sát. Thì ở đây là đầu tiên là cái từ D0.10 này, D10.0 này là nó hiển thị cho chúng ta là nam đó. Giờ ở đây ta ghi cái comment là nam. Chỗ này là tháng, month. Cái này là ngày. Cái dưới này là cái D11.8 này là giờ. Cái này là phút. Phút là cái D12.0 của chúng ta. Và cuối cùng cái D12.8 này là giây. Và cái này là thứ trong tuần. Thứ trong tuần thì nó ghi là day. Đây là thứ trong tuần. Rồi bây giờ tôi sẽ chạy mô phỏng để cho các bạn quan sát, là các bạn nhìn vào cái đồng hồ này. Và các bạn nhìn vào đây là cái thời gian và đây là cái ngày, năm tháng, ngày giờ. Các bạn xem trong khu vực này. Tôi sẽ chạy mô phỏng để cho các bạn quan sát. Thì có đúng là cái nó hiển thị có đúng theo cái thời gian thực đây của chúng ta không? Bây giờ hiện tại là chúng ta có là ngày 10 tháng 11 năm 2022 và lúc 2 giờ 17 phút. Thì ở đây có phải là đây là năm 2022. Và đây là tháng, là tháng 11. Ngày của chúng ta là ngày 10. Và giờ của chúng ta là 2 giờ 17 phút PM này là 14 đó. Cái phút của chúng ta là 17. Đây. Và giây của chúng ta thì nó nhảy liên tục. Và cái thứ ở trong tuần là hôm nay là thứ năm. Thì thứ hai là chủ nhật là số 0, thứ hai là số 1.
Như vậy là số số 4 này là nó đang hiển thị là số thứ 5 của chúng ta. Bây giờ tôi sẽ thực hiện cái bây giờ tôi sẽ thoát cái này ra. Tôi sẽ chuyển đổi cái ngày này để cho các bạn quan sát. Tôi sẽ chuyển đổi cái ngày trong cái hệ thống này. Vâng, để chúng ta chuyển vào chúng ta cài đặt cái đây. Tôi sẽ đổi cái giờ của hệ thống này để cho các bạn quan sát. Ta sẽ tiến hành ta đổi sang cái ngày chủ nhật của chúng ta đi. Đây, tôi có cái ngày chủ nhật là ngày 13 đây. Thì các bạn quan sát khi tôi chạy lại thì nó như thế nào. Bây giờ ta sẽ tiến hành ta chạy lại cái mô phỏng cái đoạn code này. Đấy, thì đây các bạn thấy nó đã đổi rồi này. Ngày là hôm nay là ngày 13 này. Tháng 11 năm 2022. Và cái thứ của chúng ta là đây. Là cái thứ này là chủ nhật là số 0. Lúc nãy là ta thứ năm là ta có thứ tư đó. Thì đấy là tất cả cái đây là cái cách để chúng ta lấy được cái dữ liệu, cái thời gian thực là năm tháng ngày giờ phút giây của cái PLC là X này. Thì ở đây các bạn thấy là cái chỗ cái D0 này, cái D0.0 này là ăn chứa cái năm của chúng ta đó. Thì ở đây tôi bật cái máy tính lên để tôi giải thích thêm cho các bạn cái chỗ này. Lúc nãy tôi giải thích là cả cái cụm này rồi. Thì bây giờ là chúng ta tách ra là cái năm là nó nằm 8 bit thấp. Thì ở đây là con số của chúng ta là số 34. Và thư là cái số decimal của chúng ta đó. Thì bây giờ ta đổi ra số hết có phải là 22 không? Thì tất cả các cái lệnh này thì chúng ta quy đổi ra là để chúng ta đặt ở trên cái này, chúng ta so sánh tên này và trong cái các cái chương trình đó, thì chúng ta sẽ sử dụng các cái này để chúng ta so sánh để chúng ta biết cái chương trình. Giả sử như ta so sánh năm thì ta so sánh với lại là D10.0, ví dụ tháng thì ta so sánh với D10.8, vâng vâng. Thì nếu các bạn quan tâm đến cái lập trình của PLC LX thì các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được các cái video mới nhất. Thì video này chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Chúc các bạn học tốt.